Hồi xưa ở ngoài Bắc á, bây giờ nói cho mấy trẻ trâu với ấu hồ hiểu nè, nhớ nè. Cái chương trình mà của giáo dục hồi xưa của mày miền Bắc á, ở trong miền Nam á, là giáo dục theo tín chỉ, ok, là cái hệ cũng có bắt đầu là tiểu học, trung học. Ok, giáo dục theo kiểu mà tự do, nhân bản, giống như kiểu giáo nền giáo dục của Mỹ á. Là ở trong miền Nam là thi học theo kiểu Mỹ, theo tín chỉ, Đại học Cần Thơ là một trong cái điển hình á, là của miền Nam Việt Nam. Còn cái hệ giáo dục mà ở ngoài đó đó là bác Bảy học 7 ngày lên 7 lớp đó. Bác Nguyễn Văn Bảy học 7 ngày lên 7 lớp, lái chiếc MiG 17, hạ được 17 cái máy bay, bị bắn 17 lỗ, bị thương 7 lần. Đó là bác Bảy, bác Bảy vừa rồi mới gây tranh cãi trên mạng xã hội đó, là bác Nguyễn Văn Bảy mà học 7 ngày lên 7 lớp. Ví dầu cầu giang đông đinh, đúng không? Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, đúng không? Con đi trường học, mẹ đi trường đời, phải không? Hai cái đều là trường hết, hai cái là trường. Thật ra ở cái cuộc đời này đó, mỗi người đều phải học hết, ai cũng học hết đó. Giống như tôi, ok, bên Việt Nam tôi không có bằng cấp, nhưng mà tôi đi qua bên Mỹ này để tôi đi làm được. Mày thử mày ngon học đi, bà mẹ mày mày đi học á thì giờ mày được 20, còn mày không đi học giờ 10 đồng mày chọn cái nào, ok. Nhưng mà được cái những cái xã hội mà thực tế á thì người ta không có đòi hỏi là ok, có những cái người ta không cần bằng cấp, mày có làm được không? Nói được, được hả? Do it, làm đi, làm tao coi đi, try, thử đi. Ok, vô thấy mình lóc cốc len can là xong rồi. Bây giờ hỏi giống như bây giờ, ok, chuyển qua cái nghề khác mua bán trên online, mày không biết đọc tiếng Anh thì mày cũng chịu chết, mày không cái này cái kia thì cũng tự học, tức là không cần bằng cấp, nhưng mà cái đó là cái kiến thức thiệt, mẹ nó nhập vô đầu mình. Quý vị sẽ thấy được, ví dụ như ở trên cuộc đời sẽ có những cái học giả, họ không có cần phải có bằng cấp, nhưng mà họ đọc, họ nghiên cứu, họ viết bài. Thậm chí có những cái nhà văn gọi là nhà văn tay ngang, người ta không tốt nghiệp trường lớp văn chương gì hết, nhưng mà người ta có những cái tác phẩm người ta để đời. Đó là trường đời, mà con thì đi trường học. Mà cái trường học á, quý vị nghe cái câu ví dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, đúng không? Con đi trường học thì mẹ đi trường đời. Mẹ đi trường đời á, mẹ có cái kinh nghiệm, mẹ phải học hàng ngày, mẹ phải sống với nó để nuôi cho thằng con đi học trường học. Đi vô trong trường học á, những cái thầy cô giáo á có cái kiến thức mới truyền đạt lại đến cho con của mình. Nhưng mà bây giờ thầy cô giáo mà mua bằng nữa, mẹ đến cái ông hiệu trưởng mà ông đi mua bằng nữa thì làm sao ông có đủ cái trình độ để ông dạy lại con mình. Nhưng mà cái khổ một cái là cái con dấu của ông là con dấu thiệt. Thành ra lúc nào ảnh sướng tiếp xúc cử tri về các cái vấn đề kinh tế chính trị thì chiếu theo cái nghị quyết 12 của đảng, cái chỗ của đồng chí Trung, đặc biệt là ở tại thành phố Hà Nội, thì bây giờ cái vấn đề là bức xúc của người dân là chúng ta phải từng bước tháo gỡ. Hồi xưa bác dạy rồi là phải gần dân, đó ảnh có nhiêu đó đó. Đặc biệt là chú trọng đến vấn đề văn hóa, đặc biệt là gần đây thì các thế lực bắt đầu là nó lợi dụng, thế bắt đầu nó chống phá ta không ngừng nghỉ. Đề nghị là các đồng chí tăng cường, thấy không, tuyên truyền cho người dân hiểu được, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng. Đã có nhiêu đó đó, đi đến đâu có nhiêu đó đó. Mẹ tổng thống của người ta, ví dụ như quý vị thấy ở những cái quốc gia khác, nghĩa là ok, kỳ này phải bàn về cái vấn đề giảm thuế cho người dân, hay là cho tôi sẽ làm tìm mọi cách làm sao để tăng thu nhập của người dân, nghe nó còn mát tai, nâng cao GDP được. Không có, suốt ngày vậy chỉ mà hô chủ tịch nước. Đó, những cái vấn đề quyết sách quan trọng của lãnh đạo đảng nhà nước, mẹ dân Việt Nam nghe hoài, ủa quyết sách quan trọng đảng nhà nước là quyết sách gì? Có những một số vấn đề nó thuộc về nhạy cảm. Rồi sau mình đã nói đến chữ nhạy cảm là đầu mấy thằng báo chí nín mẹ tụi mày hết, chuẩn bị hỏi một số vấn đề rất là nhạy cảm. Nên thành ra đôi lúc các đồng chí là phải hiểu được cái khó, đúng không? Bây giờ riêng về vấn đề tham nhũng cũng thế, không khéo thì chúng ta ném chuột thì lại vỡ bình. Mẹ có nhiêu đó đó.